Chúng ta mời xin mời bạn Thùy sẽ chia sẻ chúng ta 10 phút đức tin. Xin kính chào mọi người, kính chào mục sư thầy Cường và các bạn thanh niên trong buổi tối ngày hôm nay. Thì mình xin giới thiệu sơ về bản thân mình trước khi mình chia sẻ 10 phút đức tin. Mình tên là Thùy và hiện đang ở Biên Hòa, Đồng Nai, và công việc của mình là giáo viên tiếng Anh. Và tối nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người gọi là câu chuyện mình đã trải qua, và đó là một bài học mà mình không quên được. Cảm tạ ơn Chúa thì mình được sinh ra và lớn lên trong gia đình tin Chúa từ nhỏ. Hiện tại trong đây cũng có em gái mình là Thanh Tâm. Hai chị em ở trong đây. Cảm tạ ơn Chúa. Thì điều mà mình nhớ mãi mà mình không quên là thời gian cách đây khoảng 3 năm trước. Thì lúc đó thì mình cũng mới ra trường tầm khoảng được gần năm, thì công việc nó cũng không được thuận lợi như cái là công việc nó cũng khá là ổn rồi, và mình tập trung vào công việc của mình nhiều hơn và đi dạy nhiều hơn nữa. Nên đó là lý do tại sao mà có câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện này xảy ra bởi vì cái lý do là lúc đó mình đã nói thẳng ra là lúc đó mình rất là ham tiền. Thẳng lúc đó mình rất là ham tiền, vì Chúa có phán là làm thêm tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Sau khi ra trường á, về năm 2016 á, thì công việc thì khó khăn, nhưng mà mình cầu nguyện với Chúa thì Chúa lại chúc phước cho mình. Nhưng sau đó cái thời điểm đó thì mình lại chạy theo công việc quá nhiều và quên đi cái thì giờ riêng tư với Chúa, và cũng như là cái thời gian mình dành cho Chúa nó không còn cái chất lượng nữa, và đi sai lạc với lời Chúa chép là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Lúc đó cảm giác như cái câu đó đối với mình nó hơi xa vời. Nên là lúc đó thì mình có một cái tham vọng, đó chính là mình là con gái, tướng mình thì nói chung là cũng rất là bé như hạt tiêu thôi, nhưng mà cái tham vọng mình thì rất là lớn. Thành ra là mình có suy nghĩ là ô, lương hàng tháng mình có thể ok, hoặc có thể mở một cái gì đó và có một cái tài sản riêng cho riêng mình, có thể là xe hơi hoặc là một cái gì đó lớn lao hơn, tại vì mức thu nhập của mình là khá ổn, rất là thoải mái. Thì mình đã bỏ bê cái thời gian mà qua trong lời của Chúa mình không có quan tâm đến nó. Nghĩa là mỗi sáng khi chỉ mỗi lần mình đi dạy thì mình đi dạy rất là nhiều nơi, có thể nói trong thời điểm đó mình đi dạy trên dưới 10 lớp. Trên dưới 10 chỗ chứ không phải là 10 lớp, tại vì mỗi chỗ là từ khoảng 6 đến 7 lớp. Thành ra là sức khỏe thì nó cũng giảm, nó cũng bớt đi, vì hồi xưa thì mình cũng bị bệnh, đó chính là bệnh tụ canxi. Nên thời điểm đó thì sức khỏe mình không được ổn, rất là mệt, nhưng mà rất là lì. Thật sự mình rất là lì. Đâm ra là đến lúc mình nó chạy theo những cái điều đó, mình cảm giác là ô, không sao đâu, bởi vì mình có thể hầu việc Chúa qua tài chánh cũng được, mình không dành thời gian cầu nguyện nhiều cũng không sao. Mình kiếm nhiều thật sự nhiều tiền mình có thể dâng cho nhà của Chúa. Lúc đó thời điểm của mình suy nghĩ nó ấu trĩ như vậy đó. Và thì khi mà những cái điều đó xảy đến á, thì mới đầu thì mình thấy công việc quá thuận lợi vì mình dạy được rất là nhiều lớp, nhưng Thái quân quốc đến lúc mà Chúa dạy dỗ mình thì mình mới tỉnh ra. Mình không biết tại sao là những đồ vật mình mua nó cũng khá là giá trị mà nó cũng không cánh mà bay, mình cũng không biết lý do tại sao. Rồi khi mà mình đi dạy thì sẽ có việc xảy ra là những giáo viên hoặc là những người khác, họ là cùng đồng nghiệp, thì họ cũng có một cái gì đó họ hay soi mói làm khó làm dễ mình. Thì lúc đó đến khi mà mọi việc rất là an toàn, mọi việc rất là ổn định á, thì mình thấy ok ổn, nhưng mà đến khi có việc xảy ra thì mình mới có tỉnh ra được, giống như là một cái tát vào mặt vậy đó.
Rồi người này người kia, những người xung quanh họ ganh tị, họ đố kỵ, họ làm khó mình. Thì lúc đó cảm tạ Chúa thì Chúa thức tỉnh mình rất là nhiều. Thứ nhất là về mặt sức khỏe, thứ hai là về những mối quan hệ xung quanh, để cho mình nhận ra được rằng là thật sự là mình đúng là mình có thể dâng hiến cho Chúa về mặt tiền bạc rất là tốt. Nhưng như trong lời của Chúa nhắc nhở mình, bởi vì ba mình cũng là người rất là nghiêm khắc. Một thời gian đó thì mình ở Biên Hòa nên đâm ra là mình hơi lơ đà chút xíu. Thì ba mình luôn luôn có cái phân đoạn Kinh Thánh để nhắc nhở các con cái trong gia đình, trong Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu số 42. Có thể nói là ba đọc mà khiến là nói chung là đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Thì có câu chuyện Matthew và Mary, thì mình thấy rằng mình là hiện tại thời điểm đó mình là Matthew. Mình chạy chạy đi và bối rối về nhiều việc lắm. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở mà mình là chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt hơn là phần không ai cất lấy được. Thì mình thấy lúc đó cũng thấy có một chút gì đó xấu hổ và sai sai. Bởi vì mình quá tham công tiếc việc, cũng như là thích làm những gì mình thích thôi. Mình nghĩ là mình có tiền, mình muốn làm gì mình làm, thích mình thích đâu đi. Mình cũng không cần nhờ vả gì đến ai hết. Nói chung là cái suy nghĩ nó rất là ngộ nghĩnh. Và cảm ơn Chúa thì Chúa đã dùng cái bài học Kinh Thánh mà ba mình đã dạy dỗ mình từ khi còn nhỏ để nhắc nhở mình trong cái thời điểm đó và ăn năn quay trở về với Chúa và không còn cố chấp nữa. Và lúc đó thì mình đã cầu nguyện với Chúa và tại thời điểm đó Chúa cho một sự việc, đó chính là công việc của mình thì nó tụt xuống một cách thấy rõ luôn. Và những cái nỗ lực cố gắng của mình á coi như là bỏ bỏ coi đi là không có ý nghĩa gì nữa. Và những chỗ kia thì mình phải stop, không còn tiếp tục nữa. Và mình thấy được rằng là Chúa thì Chúa vẫn thương mình, nhưng mà Chúa không có để cho mình phải gọi là chịu thích quá sức. Thì sau khi mà mình tỉnh ngộ ra, mình dành thời giờ với Chúa riêng tư một cách nghiêm túc rồi á, thì Chúa lại khôi phục trở lại một cách rất là lạ lùng. Đó chính là sức khỏe của mình cải thiện hơn và công việc thì nó lại nhiều trở lại. Nhưng mà lúc này thì mình đã đặt nguyên tắc cho bản thân của mình hơn rồi. Có nghĩa là đôi khi á, công việc sẽ đến với mình làm cho mình bận rộn á, nó cũng là tốt, nhưng cái mặt nguy hiểm là ma quỷ dùng nó làm cho mình xa cách Chúa và cho mình có nhiều cái cớ để mình nói rằng con không có thời gian cho Chúa đâu. Nên mình đã tỉnh ra và mình đã đặt ra nguyên tắc cho mình và chỉ làm những điều mà Chúa ngài muốn mình làm thôi. Chỉ dạy những lớp mà Chúa ngài muốn mình dạy thôi, đi những nơi mà Chúa muốn mình đến. Còn những nơi khác thì mình đã nói là mình không thể và mình không giúp được. Mình đã dứt khoát hơn. Đâm ra là giờ thì mình là một người khá là nguyên tắc trong công việc. Thì nó cũng đỡ đỡ mệt hơn cho cho bản thân mình, cũng như là giúp mình có dành thời gian cho Chúa một cách rõ ràng trong ngày hơn. Thì mình có thời gian chất lượng và gần gũi Chúa hơn, và đôi khi mình hay nghe thấy tiếng của Chúa, tiếng rema của Chúa qua đời sống của mình. Thật sự luôn, đôi khi mỗi bài học thế là ngày buổi sáng á, thì mình hay 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 nói là ủa tao tự nhiên sao nói chúng nói cho mình quá vậy. Đôi khi thì mình cũng nói tại sao Chúa cứ phán với con hoài vậy. Đôi khi mình cảm giác rất là khó chịu, nhưng mình biết rằng á điều đó đến bởi lời Chúa thì mình phải nghe. Mình không có một cái điều không không thể nào từ chối được. Mà khi mà mình nghe được theo lời của Chúa, làm theo lời Chúa, thì mình thấy phước hạnh nó đổ liên tục luôn. Rồi mình được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt những người mà mình gặp, được ơn trước những nơi mà mình đi. Thì lúc đó mình thấy được rằng là lời Chúa luôn đúng trên đời sống của mình và tất cả mọi người chúng ta nữa. Vì và Chúa là Chúa không bao giờ cạn kiệt và không bao giờ cũ xưa. Vì thế thì mình cũng gửi đến các bạn một cái sứ điệp, một cái lời nhắn gửi, đặc biệt chúng ta là thanh niên thì ai cũng rất là có nhiều đam mê, cũng như là có những điều để mình theo đuổi. Nhưng mà mình phải đặt lại thứ tự ưu tiên cho nó hợp lý và đúng theo Kinh Thánh.
để mà không phải hối hận như mình bỏ ra một thời gian khá là dài và chạy theo một cách mệt mỏi mệt cả sức mà mệt cả người, rồi mệt cả các mối quan hệ nó cũng không được tốt, đặc biệt là mối quan hệ với Chúa nó cũng bị gãy đổ một thời gian, và cảm giác như là cái cuộc sống của mình nó rất là mệt mỏi và nó vô nghĩa lắm, mặc dù có tiền nhưng mà vô nghĩa lắm. Thì theo cách của Ngài thì mình cũng học được cái sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của mình 3 năm trước, và sau thời gian đó trở đi thì cảm ơn Chúa thì giúp mình không còn phạm phải cái điều đó nữa. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người để chính mình cũng được gây dựng và mong các bạn cũng được gây dựng qua câu chuyện của mình. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn sự chia sẻ của Mường Huyền thì cũng rất là thiết thực, mà mình tin chắc rằng trong cuộc sống chúng ta theo Chúa và tất cả chúng ta lớn lên thì chắc chắn chúng ta cũng trải qua những cái điều cũng tương tự như thế này, cũng tương tự như bạn cũng nhiều ha, và cũng có những cái trải qua khác nhau. Và mình tin rằng Chúa nói rằng trời, Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, và mình tin chắc rằng mọi điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đó thì nếu như chúng ta cứ để lòng mình ở trong hướng về Chúa, cho dù chúng ta có yếu đuối trong thời gian nào đi một thời gian thì, nhưng mà lòng của chúng ta cứ hướng về Chúa và vẫn giữ mình ở trong trong đức tin thì chắc chắn là Chúa sẽ dùng những điều đó làm biến thành những ích lợi cho chúng ta về sau này. Và đó là những bài học và chúng ta thấy được cái sự biến đổi của Chúa cho chính đời sống của mình, và chính Timothée cũng kinh nghiệm được những điều đó, và mình cũng trải qua những cái điều yếu đuối và mình cũng xa rời Chúa, nhưng mà tạ ơn Chúa rằng mọi điều đó thì Chúa cũng đã kéo mình lại và phục hồi mình. Cho nên đây là cái điều mà cũng nhắc nhở chúng ta, và cảm ơn Mường Thị rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Thì giờ này thì chúng ta để thời gian dành cho mục sư Thái Văn Quốc, ông sẽ chia sẻ và tâm tình cùng với chúng ta. Xin mời mục sư ạ. Vâng, kính chào các bạn trẻ. Chắc là để tôi xưng hô như vậy cho nó thân mật và gần gũi nha, các bạn trẻ. Rất là cảm ơn khi cô Hằng, cái người điều phối chương trình này, có mời tôi đến để cùng tâm tình với các bạn trẻ xung quanh một cái đề tài là về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Thì cô Hằng cũng có nói là nhấn mạnh về cái vấn đề nuôi dạy con cái, ý là như vậy. Thì tôi cũng có xem một vài cái YouTube mà mình quay lại ở trên trên YouTube đó, một vài cái cuộc nói chuyện như thế này, và tôi cũng đã nghe từ đầu đến cuối một số các cái cuộc nói chuyện được hội thảo được đưa lên đó, và tôi cũng đã quyết định là chúng ta cũng phải trở lại cái gốc của vấn đề. Bởi đôi lúc là đối với tình yêu, hôn nhân và gia đình đó thì nó rất là tản mạn. Nó tản mạn bởi vì sao? Bởi vì nó bắt đầu yêu rồi đi đến hôn nhân, rồi sống với nhau đến răng long tóc bạc. Đó là cả một cái chiều dài lịch sử của con người. Mà nếu như mình nói ở những cái giai đoạn khác nhau đó, nó rất là tản mạn. Cho nên tôi muốn trở lại cái gốc của vấn đề. Thì hôm nay đó tôi sẽ tâm tình với các bạn trẻ và giải đáp một số các câu hỏi trực tiếp của các bạn, cũng như là sẽ để cho các bạn một số câu hỏi để các bạn thảo luận. Tất nhiên là nếu như chúng ta không đi vào cái gốc của vấn đề đó, mà các bạn thường thường bây giờ trên mạng người ta gọi là cái từ chìa khóa đó, thì chúng ta sẽ miên man. Và khi mà trả lời như vậy đó thì nhiều cái người diễn giả họ đến, mục sư này có thể trả lời một cái điều mà các bạn thấy nó khác với các mục sư khác. Nó làm nhiều khi chúng ta hoang mang. Là vì sao? Vì bởi chúng ta chưa nắm được cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề tình yêu, hôn nhân và gia đình theo kinh thần là như thế nào. Rồi từ đó thì chúng ta mới xây dựng ở trên cái gốc đó. Tình yêu, hôn nhân và gia đình là Đức Chúa Trời làm chủ, chứ là chúng ta làm. Nên cái điều đó là điều rất là quan trọng. Cho nên trước khi mà
mà tâm sự với các bạn đó về một cái gốc của vấn đề, tức là một cái mô hình mà gia đình phước hạnh ở trong Chúa, trong kinh thánh đề cập đó. Thì tôi nhờ cô Hằng có thể chiếu lên một cái tấm hình, vì ở đây chắc là có nhiều người cũng chưa biết, chưa biết tôi, cho nên chiếu lên tấm hình để tôi cũng có thể giới thiệu về gia đình. Đây các bạn trẻ thấy cái tấm hình không? Thấy rõ không? Không biết là những cái bạn dạ rõ một sư. Dùng cái cell phone có thể là nghe không rõ, thấy không rõ bởi một. Đây là tấm hình của đại gia đình tôi. Tạ ơn Chúa là tôi có 4 người con trai và 2 người con gái, tức là 6 người con và 13 đứa cháu nội ngoại. Đó, 13 đứa cháu nội ngoại. Thì bây giờ ở đây quý vị thấy là có một cái điều mà tôi tạ ơn Chúa là ngày hôm nay cái hôn nhân của tôi và vợ tôi là 45 năm rồi. Bây giờ tôi không hiểu là bây giờ vàng hay là bạc hay là kim cương hay cái gì đó. Nhưng mà đã 45 năm sống với nhau và có một cái đại gia đình như thế này. Một cái điều tôi tạ ơn Chúa là đại gia đình của tôi hầu hết từ con cho đến cháu nội ngoại bước vào con đường hầu việc Chúa. Trong lúc họ có những cái sự chọn lựa rất đặc biệt là bởi vì Chúa cho con cái tôi cũng được học hành ở trong nước rồi cũng tu nghiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên không chọn cái con đường là đầu tư vào thời gian, nhưng mà chọn con đường để hầu việc Chúa. Thì chắc là các bạn biết rồi, kia tôi xin cái mũi tên đây. Đây là gia đình đầu tiên, con trai đầu tiên của tôi là mục sư Thái Huy Cần, sinh năm 1987, 78, xin lỗi 78, là có một vợ và có 3 người con ở đây. Thì hiện nay là đang quản nhiệm ở hội thánh Nguồn Sáng ở tại Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cách hội thánh của tôi khoảng 40 km, nơi mà có cái hồ Đa My đó. Hồ Đa My thật đẹp, mà các bạn thấy có một cái ca sĩ nước ngoài về Á Sắc Thái về quay cái video clip MV là Sống Cho Chúa đó, là quay tại hội thánh này, đó rất là đẹp. Và thứ hai đó là cô Mẫn. Cô Mẫn này thì chị Hằng và nhiều người biết, cô Mẫn là vợ của mục sư Thuận. Hiện nay là 2 đứa con của tôi đang quản nhiệm một cái mạng lưới hội thánh Nguồn Sáng ở Gò Vấp, ở quận 7, ở quận 10, ở Đa My và ở Cà Mau. Và người con thứ ba đó là Thái Thị Mỹ Nhân. Hai vợ chồng mục sư Thuận thì cũng có 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con thứ ba đó là Thái Thị Mỹ Nhân, cũng có 3 người con trai. Mỹ Nhân bây giờ đang hầu việc Chúa trọn thời gian, là nhân sự trọn thời gian cho hội thánh Tin Lành Nguồn Sáng. Và thứ tư là thầy Daniel Quý, các quý vị cũng biết qua những cái chương trình thanh niên hay nhóm lại thờ phượng với Nissi United. Nissi United là một cái công ty âm nhạc cơ đốc do con trai tôi là Thái Huy Quý với một số anh em đảm nhiệm. Thì hai vợ chồng làm cái mục vụ âm nhạc Nissi, có một cái người con trai cháu nội. Và có một cái anh chàng thứ năm đó là con độc thân, đó là Ái Sắc Thái, năm nay 31 tuổi, vẫn chưa có gia đình và cũng hầu việc Chúa với cái mục vụ âm nhạc và gần đây thì đi học thần học để sau này cầu nguyện trở thành một cái mục sư về âm nhạc. Và hiện nay cũng đang lo một cái group gọi là công ty nhạc thánh của cơ đốc mình. Và cuối cùng là Samuel Thái Huy Trí. Đấy, hai vợ chồng có một người con gái. Samuel Thái Huy Trí là đã có gia đình và Chúa cho bây giờ là quản nhiệm hội thánh những bạn trẻ ở quận 10. Và quý vị biết là Thái Huy Trí là một cái người mà sáng tác những cái bài hát cho Ái Sắc Thái hát, và tương đối có những cái bài hát mà người ta sử dụng rất nhiều, như cái bài Lạy Chúa Con Khao Khát Ngài cũng là một trong những cái bài mà nhiều người biết, và nhiều những cái bài hát mà Thái Huy Trí đã sáng tác đó. Thì tạ ơn Chúa, đây là cái đại gia đình tôi. Và hiện nay tôi là quản nhiệm hội thánh Tin Lành Bạc Tích Truyền Giáo tại Bình Thuận, và tôi Chúa cho là lo tổng quản nhiệm giáo hội Tin Lành Bạc Tích Truyền Giáo, có khoảng 25 hội thánh ở trên khắp cả nước. Còn là khi tôi xin giới thiệu khi gia đình tôi và chức vụ để cho các bạn trẻ nắm biết, để cho nó dễ thông cảm, vì ở đây nhiều người cũng chưa biết phải không. Ở đây hình như tôi thấy có Thuyên hôm nay không?
Huyên Huyên thì cũng cũng rất là sốt sắng năng nổ và yêu mến Chúa, cũng rất là ham hỏi, ham học chào hỏi. bố, chào bố ạ, chào mục sư. Ok, như vậy thì chắc là một cái phút giao lưu như vậy thì chắc là các bạn nắm rồi, để cho nó dễ thông cảm. Rồi xin xin cô Hằng trở lại cái màn hình. Ok, các bạn thấy thế nào? Qua cái giới thiệu của tôi như vậy thì các bạn cứ mình cho khoảng 1 phút ha, khoảng 2 phút để mình bật cái micro ra, có một cái cảm nhận như thế nào. Rồi chúng ta bắt đầu nghe lời Chúa. Các bạn cứ phát biểu rồi lúc nào Cảm ơn Chúa, đúng là mục sư mà dạy về dạy con cái thì đúng là chuẩn quá mục sư ạ. Gia đình được phước quá mục sư ạ. cha mẹ sinh Dạ, con xin Chúa thêm ơn thêm cho gia đình mục sư ạ. cha mẹ sinh con nhưng Tuyệt vời quá. mà trời sinh tính thì chỉ có Đức Chúa Trời là sửa tính được thôi. Ok. Mình. Bạn khác, bạn Nhi đâu rồi? Bạn Nhi lúc nãy mới nói, Nhi nói đi. Bạn nào nhắn ở trên này này. Là ấn tiếng à. Nhi nói đi. À, mục sư ơi, con có thể ứng cử được không mục sư? Cái gì nghe nghe chưa nghe Có rõ, ai sắc thái có người yêu rồi em ơi, người yêu rồi. ông người Người yêu yêu của anh Isaac hơi bị dễ thương. hiện nay là con cô đơn, là vẫn cô đơn ở trong chùa, là khi nào hôn nhân đến mới là chính thức nha các con. Ok, bây giờ thôi mình sẽ có một cái giao lưu sau ha, giao lưu sau. Bây giờ chúng ta nghe lời Chúa và tôi sẽ trực tiếp giải đáp một số các câu hỏi của các bạn ở tại đây, nếu như thời gian cho phép. Tôi cố gắng mình chia sẻ ngắn thôi. Và sau đó thì theo yêu cầu của cái người điều phối, tôi sẽ gửi cho các bạn 3 câu hỏi để chúng ta thảo luận với nhau. Thưa các bạn trẻ, thực ra đó thì tình yêu, hôn nhân và gia đình là một cái điều cực kỳ khó để cho các cái mục sư hay là các diễn giả nói đến. Và đây là một cái đề tài muôn thuở, một cái đề tài mà từ trong vườn Eden cho đến khi chúng ta gặp Chúa thì cái đề tài tình yêu hôn nhân gia đình mới chấm dứt. Cho nên là biết bao nhiêu những cái sách vở ở ngoài đời cũng như là chúng ta thấy ở trong Chúa, Đức Chúa Trời cho phép kinh điển một cái sách nhạ ca. Quý vị thì tuyệt vời, nhạ ca là một thiên tiên sự. Và khi quý vị đọc nhà ca rồi thì xin thưa tất cả những cái tiểu thuyết mà tình cảm mà cuốn theo chiều gió hay là được giải Nobel văn học bỏ đi, các quý vị bỏ đi, quá tuyệt vời. Tôi đọc nhà ca và tôi nói tại sao Chúa lại cho kinh điển một cái sách như vậy vào trong kinh thánh. Nhưng mà sau đó tôi mới biết rằng là đó là một phần của cuộc sống con người đó. Tình yêu, hôn nhân và gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của con người. Hôm nay đó thì tôi sẽ tâm tình với các bạn trẻ một cái đề tài then chốt. Nếu các bạn bám vào đề tài này thì các bạn có thể giải tỏa được những câu hỏi nó tản mạn, những câu hỏi mà nó giống như là gọi là gì, gợ rối tơ lòng hay là thắc mắc gì đó trong cái tâm lý ở ngoài đời. Nếu mà chúng ta có một cái đóng đinh vào một cái chốt của kinh thánh về tình yêu hôn nhân gia đình thì chúng ta sẽ giải tỏa được những cái câu hỏi mà tôi thấy thường các bạn thường gặp, như các cái hội thảo vừa rồi tôi được xem qua. Như vậy thì thưa với các bạn, một cái mô hình mà gia đình phước hạnh ở trong kinh thánh, chúng ta không tìm thấy được một cái mô hình nào trọn vẹn ngoài cái chuyện tình của Isaac và Rebecca. Vì sao? Vì hai người này tuyệt vời ở cái chỗ là vì họ làm đúng theo lời Chúa, là họ trung tín, trung thần, một vợ một chồng. Điều tuyệt vời là ở đó. Dĩ nhiên sau đó đời sống của Isaac và Rebecca nó cũng có những vấn đề trong cuộc sống, nó không phải là một cái mô hình mẫu. Và thực sự là tôi cũng đã nghiên cứu kinh thánh, không có một cái mô hình mẫu nào tình yêu hôn nhân và gia đình ở trong kinh thánh cả. Nhưng có một khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời dạy ở trong kinh thánh. Chúng ta mở ra trong kinh thánh, trong Thi Thiên 128,
đây là một cái khuôn mẫu của một cái gia đình phước hạnh, của gia đình phước hạnh. Hôm nay đó thì tôi muốn có thể là dành một cái đề tài nuôi dạy con cái, nếu mà các bạn con yêu mến tôi, con muốn trở lại thì tôi sẽ dành cái đề tài đó chuyên sâu vào một cái đợt gặp thứ hai, một hội thảo thứ hai. Nhưng hôm nay tôi muốn các bạn phải nắm rõ được một cái khuôn mẫu gia đình mà Đức Chúa Trời đã cho phép Salomon kính điện lại ở trong Thi Thiên 128. Tôi xin đọc và các bạn theo dõi, sau đó chúng ta sẽ suy gẫm. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thần mẫu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-su-sa-lem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Thưa với hội thánh, ở đây chúng ta thấy có một cái vấn đề. Cái định chế đầu tiên mà Đức Chúa Trời thiết lập đó là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình. Quý vị nên nhớ là trong suốt lịch sử của Kinh Thánh thì định chế đầu tiên ở trong vườn Ê-đen Đức Chúa Trời thiết lập là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân giữa Adam và Eva và thành lập một gia đình, tức là một dòng dõi thánh cho Chúa. Và như vậy Ngài luôn luôn gìn giữ một cái giường mối gia đình trong suốt cái quá trình lịch sử. Tuy nhiên sau khi loài người sa ngã và Satan nó luôn tập trung đánh phá, mà quý vị biết là ngày hôm nay cũng vậy, từ nguyên thủy cho đến bây giờ Satan luôn luôn tập trung đánh phá vào gia đình và hôn nhân. Và quý vị thấy tất cả những sự đổ vỡ, kể cả ngoài thế gian và trong hội thánh, đều đổ vỡ từ gia đình, đều đổ vỡ từ hôn nhân. Và điều này không lạ, quý vị biết là sau khi Adam và Eva phạm tội đó, sa ngã đó, thì điều gì xảy ra quý vị? Gia đình của Adam và Eva xảy ra trước Cain và Abel. Cain và Abel đã xảy ra một cái trận chiến mà người ta gọi là một cái cuộc đổ máu đầu tiên của loài người, hoặc là người ta gọi là đây là một cái cuộc chiến tranh đầu tiên của nhân loại. Có một cái sự đố kỵ gắn ghét và đã làm lũng đoạn cái gia đình đầu tiên của loài người là Cain và Abel. Và sau đó ít lâu quý vị thấy là gia đình Noe được Chúa cứu. Nhưng mà không lâu sau đó là xảy ra một cái việc là Noe say rượu và Canaan bị rủa sả. Cái câu chuyện đó quý vị biết rồi, ha? Các bạn biết rồi. Do cái sự lọa lồ của Noe mà các cái người con khác thì che lấp đi, nhưng mà Canaan là chỉ ra, thì Canaan bị rủa sả. Và chúng ta thấy là ngay cái đại gia đình của Abraham, Chúa chọn Ismael hay là Isaac, rõ ràng là Chúa chọn Isaac mà không chọn Ismael. Đấy là có một sự phân rẽ trong gia đình. Đối với nữa, sau đó là Chúa chọn Esau mà không chọn Jacob, bởi sự tranh chiến giữa Esau và Jacob từ trong bụng mẹ. Và quý vị biết là gì nữa, Joseph và các anh em mình đã đổ kỵ với Joseph, và cái đó cũng xuất phát từ một cái sự lãnh đạo gia đình của Jacob. Jacob yêu Joseph hơn những người khác, và trong một cái chiếc áo mà nhiều màu đó thì cáo trào đã dẫn đến một sự hãm hại Joseph. Như vậy thì quý vị biết rằng là tất cả những cái đó là hậu quả của sự sa ngã, và Satan đã đánh vào hôn nhân và gia đình. Ngày hôm nay cũng vậy, đánh vào hôn nhân và gia đình. Cho nên là gìn giữ hôn nhân gia đình là một cái điều hệ trọng nhất của những người tin Chúa, của Cơ Đốc nhân. Còn quý vị có thành công gì ở ngoài đời đi nữa, nhưng mà gia đình của quý vị có vấn đề, con cái của quý vị có vấn đề, lập tức chức vụ đó sẽ mất cái sự sức dầu, chức vụ đó không có uy quyền thuộc linh nữa. Rất rõ ràng, rất là rõ ràng. Như vậy thì ngày hôm nay Chúa muốn thông qua các cái gia đình Cơ Đốc để Ngài phục hồi lại một cái dòng dõi thánh, quý vị, một dòng dõi thánh.
Ở trong phi rơ nhất đoạn 2 câu 9a, lời Chúa chép như thế nào? Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Như vậy thì sau khi loài người sa ngã phạm tội ở trong vườn Eden, cái chiều dài lịch sử và Đức Chúa Trời trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu để cứu nhân loại, thì có một cái việc đầu tiên là phục hồi lại một dòng dõi thánh, hay là một gia đình thánh, một cái dân thuộc về Đức Chúa Trời. Đấy. Cái điều đó rất là hệ trọng, rất là hệ trọng. Và nếu như chúng ta không nắm được cái điều này, thì vô hình chung chúng ta sẽ mở cửa cho Satan nó tiếp tục nó tấn công vào hôn nhân và gia đình của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu kinh thánh này, thì cái bối cảnh của cái câu kinh thánh này được viết ra như thế nào? Cái Thi Thiên 128 này là một cái bức tranh rất đẹp và rất phước hạnh của một gia đình hạnh phúc, một gia đình ấm áp, một gia đình sung mãn. Salomon là cái người mà theo cái nghiên cứu làm cái trước tác đã viết ra cái Thi Thiên 128 này, vì theo một cái dòng mà Salomon viết một loạt thì đa số những nhà nghiên cứu kinh thánh người ta cho đó là Salomon viết, và nó nằm trong cái chuỗi bài ca đi lên từng bậc của Salomon. Như vậy thì Salomon viết cái Thi Thiên này thì nó lại thật tuyệt để chúng ta có nhiều điều suy gẫm. Bởi vì chúng ta nghĩ như thế nào? Salomon là một cái vị vua có một cái vị trí quyền lực giàu có, đặc biệt là ông ta có rất là nhiều vợ. Ông sống khoảng 20 năm đầu trong cuộc đời của ông là ông có sống tính kính Chúa, bởi ông cầu xin sự khôn ngoan, nhưng mà Chúa cho thêm sự tính kính và sự giàu có. Nhưng mà 20 năm cuối cuộc đời của ông đó là các bạn cũng biết rồi, ông bỏ cái đường lối Chúa, ông cưới là những cái công chúa của người ngoại về làm phi tần, và theo kinh thánh là ông có khoảng 700 người vợ và 300 tỳ thiếp, tức là cả 1.000 người vợ. Và thường được mô tả là những người vợ đó là những người công chúa ngoại quốc, bao gồm cả con của Pharaon, con của phụ nữ người Moab, người Amon, người Sidon, người Hitta. Những cái người này là những cái người mà ngoại giáo chuyên chống dân tộc Do Thái, Israel. Và để một cái lúc ông bị dụ dỗ, bị những cái người vợ ngoại giáo này dụ ông xây một cái đền thờ ngoại giáo, nó bằng cái đền thờ của Salomon và đổi ngang với đền thờ Salomon. Đó là cái hệ quả mà Đức Chúa Trời đã cho vương quốc của ông chia hai. Và sau đó 10 chi phái ở tại phía Bắc bị Assyria thanh toán, và 2 chi phái ở phía Nam bị Babylon lưu đày. Quý vị thấy, từ một góc độ sai lầm mà ở một gia đình thôi, ở một gia đình, đại gia đình của Salomon thôi. Như vậy thì xuất phát từ chính kinh nghiệm của mình, ông ta có đầy đủ quyền lực, ông ta có đầy đủ về tài chính, ông ta có không có thiếu gì cả. Nhưng mà ông từ bỏ đường lối Chúa của những năm cuối đời đã dẫn ông đến một sự thất bại hoàn toàn. Thất bại từ gia đình, dẫn đến thất bại ở trong vương triều, và dẫn đến thất bại mất nước. Như vậy, và ông ta cảm nhận được một cái trải nghiệm hết sức đau khổ. Và ông cũng muốn mơ ước một cái gia đình phước hạnh. Cho nên ông ghi lại gia đình phước hạnh không phải là tôi là vua, gia đình phước hạnh không phải là tôi giàu có đầy đủ vật chất đi kiếm tiền, giống như cái cô vừa rồi làm chứng. Gia đình phước hạnh không phải là tôi là một cái người đang được người khác tôn trọng, nhưng mà ông có viết lại trong Thi Thiên này một gia đình phước hạnh mà như chúng ta đang đọc đó. Tôi sẽ giải thích sẽ cho quý vị biết. Bây giờ sống trong một cái xã hội này cũng vậy, đôi khi chúng ta chạy đua với áp lực về vật chất mà chúng ta bỏ qua cái giá trị cốt lõi của gia đình Cơ Đốc. Nhiều người cứ nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền thì gia đình sẽ hạnh phúc. Đó, giống như cái cô vừa rồi, cô gì đó, cô Thủy ở Biên Hòa đang làm chứng, bạn quý vị. Cái bài làm chứng của cô nó cũng là nó sát với bài giảng của tôi, tạ ơn Chúa. Và người ta cứ nghĩ rằng như vậy, cứ lao vào kiếm tiền, và nếu như mà chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta được phước về vật chất. Và được phước về vật chất có nghĩa là chúng ta có một đời sống đầy đủ để chăm lo cho gia đình. Thì chúng ta không có gì sai, và quý vị, cái đó không có gì sai đó. Nhưng mà bây giờ nếu như mà chúng ta để cái giá trị đó, hồi này các bạn đó nói là để cái trật tự mà ưu tiên, cái giá trị nó cao hơn đối với cái giá trị gia đình Cơ Đốc, thì chúng ta sẽ thất bại đó, thất bại.
Cho nên thi thiên 128 ở đây đòi hỏi cụ thể đối với những người. Ở đây nói với những người đàn ông nhưng mà cũng nói với những người nữ. Cũng nói với những người con cái ở trong một gia đình. Thưa với các bạn trẻ, tôi cũng là một người đàn ông trụ cột ở trong gia đình. Ngày hôm nay các bạn thấy gia đình tôi là một cái đại gia đình gồm nhiều người hầu việc Chúa như vậy, con cháu như vậy. Thì cũng trải qua là bá chìm bại nổi, sáu lấn đấn chín gập gần 10 trắc trở. Không phải chuyện nó êm như vậy đâu quý vị, nó êm như vậy đâu. Và nó mới giải quyết Chúa. Khi mình bước đi theo Chúa từng ngày thì Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ dời những cái núi. Mình gọi là những cái nán đề trước mặt Chúa, dời những cái núi đi để cho mình bước đi, để cho gia đình mình bước đi. Còn mình cũng không phải, mình cũng không có cái gì hơn thiên hạ cả quý vị. Vấn đề là đường lối của Chúa mà chúng ta sắp đổi ở đây thôi. Tôi cũng như mọi gia đình khác. Như vậy thì ở đây mà vợ chồng tôi đã làm nhiều cách nỗ lực cá nhân để có một cái đời sống gia đình thoải mái về vật chất, tiền bạc, thậm chí muốn để lại cho con cái nữa. Nhưng mà qua bao nhiêu năm cặm cụi làm việc để kiếm nhiều tiền. Và như vậy mọi thứ mình cứ nghĩ trở nên ok, nhưng mà no, không phải như vậy. Vợ chồng tôi đã nỗ lực trong hơn 30 năm và đi từ thất bại này đến thất bại khác. Thậm chí trong 20 năm, 10 năm chúng tôi tin Chúa, cái chìa khóa này vẫn chưa được mở và chúng tôi vẫn bước đi theo cách giống như người ngoài bước đi. Và trong 10 năm chúng tôi tin Chúa rồi vẫn tiếp tục thất bại. Như vậy thì hôm nay lời Chúa cho chúng ta một cái cách nhìn khác đi. Đó là tôi nói quý vị một cái bức tranh tổng quan về những cái sự đổ vỡ hôn nhân gia đình mà Satan đánh vào ở trong hôn nhân gia đình sau khi loài người sa ngã. Cho đến cái ngày hôm nay nó không có gì khác quý vị. Nó cũng như vậy. Thì bây giờ hôm nay chúng ta phải trở lại với lời Chúa. Đây là một cái cốt lõi, đây là một cái người ta gọi là gì? Một cái câu chìa khóa hay là một cái phân khúc chìa khóa ở trong thi thiên này để chúng ta nắm. Cái bức tranh này là một tin gia đình hạnh phúc mà Salomon đã ước ao như vậy. Trong lúc ông làm vua thì không được, nhưng mà khi ông cuối đời ông nhìn lại, ông ước ao được một gia đình như vậy. Ở đây có cái thứ nhất là một cái gia đình phước hạnh thì đương nhiên là về phước hạnh, về vật chất. Cái đó mình cũng thể là được, loại ra được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có hai, giống như một con chim có hai cánh. Đó, về linh và lời. Thì ở đây là gì? Có thuộc thể và thuộc linh, hai cánh với nhau. Như vậy thì đấy chính là cái điều mà con người chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi nói về sự phước hạnh. Có lẽ là Chúa biết như vậy, cho nên khi đề cập đến một gia đình phước hạnh đó, thì lời Chúa nói ngay đến hình ảnh của cái việc thịnh vượng, may mắn và thành đạt. Ở đây có một câu hai, Chúa nói thế nào? Phước cho người nào? Tức người nào là có thể cá nhân, người làm chồng, người làm vợ. Thấy không? Kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Đó, thưa quý vị. Phước cho người nào là kính sợ Đức Giê-hô-va, đủ chưa? Chưa đủ. Đời sống tính kính chưa đủ. Nhưng mà gì nữa? Bước đi ở trong đường lối của Ngài. Salomon thất bại là vì ông đi ra khỏi đường lối của Chúa. Bước đi trong đường lối của Ngài thì như thế nào? Thì sẽ hưởng được công việc của tay mình, được phước và may mắn. Công việc của tay mình tất nhiên là những cái công việc của mình làm luôn. Ví dụ bây giờ tôi thấy cô Hằng hầu việc Chúa, cô cũng có một cái công việc. Công việc này chỉ những công việc phụ thôi, nhưng mà tôi tin Chúa ban phước. Bây giờ mình bán hàng online, các bạn ok. Công việc này là công việc Chúa sẽ ban phước. Và Chúa nói nếu như mình kính sợ Chúa, mình bước đi trong đường lối đó, thì cái chìa khóa đầu tiên Chúa ban phước gia đình đó là gì? Mình được hưởng những cái thành quả của mình làm ra, được phước và may mắn cái công việc của mình. Đó. Được cái chủ đề ban phước. Chứ không phải là bây giờ ngày hôm nay thì người ta không cần, ở ngoài thì người ta không cần là gì cả. Người ta chỉ cần là gì? Chỉ cần là lươn lẹo để họ kiếm nhiều tiền. Đó chứ không phải là thành quả của mình làm ra. Thậm chí họ tham nhũng. Tham nhũng chả là thành quả của mình làm ra chứ cả.
không phải là công việc của tay mình, phải không? Nhưng bây giờ mình là cơ đốc nhân đầu tiên muốn xây dựng một cái gia đình phước hạnh, thì Salomon cho chúng ta biết là gì? Những người trong gia đình phải có một cái đời sống vật chất được Chúa ban phước, được Chúa ban phước nó ổn định. Ngày hôm nay mình thấy là đúng. Tôi thì hồi xưa tôi thích cái bài hát của Hùng Cường Mai Luyện hát là coi như là một túp liều tấn mà hai trái tim vàng đấy chứ, hai quả tim vàng chứ, phải không? Nhưng mà thực sự hoặc là mình đọc những cái bộ phim hay là cuốn tiểu thuyết của Đài Loan á, Quỳnh Giao đó, mình thấy nó lý tưởng hóa tình yêu lắm, không? Cái đó thực sự ra nó có trong cái chuyện ngôn tình thôi quý vị, nó không có thực tế, nó không có thực tế. Đó. Một cái đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thân hồn linh thì ba phần này phải được ban phước. Vì ba phần này nó là gì với nhau? Không thể tách ra được, không thể là anh thuộc linh trên trời, hồn anh là trên mây, mà cái xác anh đói, không có cái chuyện đó. Không. Cho nên bây giờ tại sao mà ở đây Salomon lại nói đầu tiên là không nói về vấn đề thịnh vượng đâu quý vị. Không nói là chúng ta phải là thịnh vượng. Nhưng mà ở đây là Salomon cho chúng ta cái đầu tiên, một cái gia đình phước hạnh đầu tiên là cái phước vật chất đó, là người nào kính sợ Đức Chúa và đi trong đường lối của Ngài thì người đó sẽ hưởng công việc của tay mình làm. Đó là một cái công việc tay mình làm là mình hưởng cái kết quả, đó là kết quả chính đáng. Và lời Chúa cũng nói là những người đó được phước và may mắn nữa. À, được phước may mắn nữa. Rồi, như vậy thì như đề cập ở trên, vật chất là điều cần thiết cho dù bạn đang sống ở bất cứ một xã hội nào, các bạn sống ở nào, một nền văn minh nào đi nữa, thì vật chất vẫn là một cái điều cần thiết cho đời sống chúng ta. Cơ đốc nhân cũng vậy, khi chúng ta còn sống trong thế giới vật chất này thì chúng ta cần phải lệ thuộc, đôi lúc chúng ta cần phải lệ thuộc vào những nhu cầu vật chất. À, chúng ta cũng phải cần có tiền, chúng ta phải có cần phương tiện đi lại, chúng ta cũng cần công việc, chúng ta cũng cần có nhà cửa để đảm bảo một gia đình phước hạnh. Đó, chúng ta cũng cần có công việc, đừng có thất nghiệp giống như Covid vừa rồi. Đó, quý vị thấy. Về trách nhiệm này thì Kinh Thánh đề cập là cái người đàn ông trong gia đình. Đó là phải lo. Kinh Thánh dạy là Adam, ngươi phải làm đồ mồ hôi trán phải có ăn. À, người đàn ông là người có trách nhiệm nặng về gia đình để lo vấn đề kinh tế. Đó là cái chức năng mà Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông như vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là những người phụ nữ thì họ không làm ra kinh tế. Có rất nhiều người phụ nữ ngày nay họ vẫn làm ra kinh tế. Nhưng mà ở đây muốn nói là cái trật tự của Chúa là người đàn ông là người quyết định lo toan những cái đường lối mà về kinh tế của gia đình mình. Mỗi chúng ta được tạo ra là những chức năng khác nhau. Cái việc khó nhọc, việc khổ, việc làm ra của cải tiền bạc để chăm lo cho gia đình đó là dường như Chúa đòi hỏi ở người đàn ông. Ở người đàn ông như vậy. Như vậy thì thưa với các bạn, đó là những người đàn ông cơ đốc nhân. Cái điều cần trước tiên ở đây trong một cái gia đình phước hạnh là chúng ta cũng phải nghĩ đến làm thế nào đó để có một đời sống thỏa lòng, một đời sống đủ dùng hàng ngày, đừng thiếu thốn. Ở đây lời Chúa dạy chúng ta là để được thành quả trong công việc của mình làm. Đó là một cái lợi ích chính đáng. Và để chúng ta được phước và may mắn thì chúng ta phải gì? Cái chìa khóa là gì? Kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối của Ngài. Đó. Kính sợ Chúa là ok rồi. Đi trong đường lối của Ngài là mình vâng lời Kinh Thánh. Đó, như cái cô vừa rồi, cô Thủy đó, làm chứng đó. Vâng lời Kinh Thánh mình đặt lại trật tự ưu tiên. À, như vậy thì phải làm lụng, phải gặt hái được thành quả của tay mình, chứ không phải là mình trông chờ vào một cái phép màu nào đó. À, mình chờ gọi là ngoài cái đời gọi là chờ sung rùng nó, hoặc là mình chờ một cái gì đó mà mình làm biển để mình phải có thành quả. Đó thì đó là một cái tạm gọi là nỗ lực của cá nhân, những người nam, những người nữ trong gia đình để có một cái nền tảng về một cái đời sống vật chất thỏa lòng. Chứ không phải là mình gọi là mình gì. Đấy là thỏa lòng, chứ không phải là mình thỏa mãn. Thỏa mãn thì lòng tham vô đáy, không thỏa mãn được. Đấy thỏa lòng. Và một người làm lụng và nhờ cây Chúa đó, kính sợ Chúa, ngay thẳng trong đường lối của mình, thì tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ được cái sự ban phước của Chúa để chúng ta có một cái đời sống vật chất thỏa lòng. Bây giờ thưa với các bạn, để có tiền bạc và vật chất đó là cái điều đương nhiên, nhưng mà để phước hạnh trong thân quả
của mình đó, thì chúng ta phải có một đời sống kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Ở đây lời Chúa nói gì nữa? Nói đó là nói đến cái người đàn ông và ở trong gia đình. Bây giờ Chúa nói đến người vợ. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thần mộc. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi nha quý vị. Ngày hôm nay là vợ ngươi ở trong nhà người ta nhiều. Đây là vợ ngươi ở trong phòng trọ nhiều lắm. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi, Kinh Thánh không sai một cái từ một chữ gì hết. Vợ ngươi phải ở trong nhà ngươi. Đức là cái từ ở trong nhà ngươi thì muốn nói lấy cái sự trung thành ở trong tình yêu, một cái sự trung thủy trong tình yêu. Đó. Chứ phải cái chị dĩ nhiên là vợ mình thì ở trong nhà mình thôi, nhưng mà đâu phải ở hoài được, cũng có lúc đi chờ hay là đi làm việc chứ. Nhưng mà ở đây là ý Salomon muốn nói gì? Muốn nói đến một người vợ trung thủy ở trong tình yêu. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thần mẫu. Đó, cây nho thần mẫu mà không biết là các bạn biết là cây nho ở trong đất thử, ở trong đất nước Do Thái chưa? Là cây nho thần mẫu. Cây nho mà coi như là 2-3 người gánh đó, một cái chung nho đó, là cây nho thần mẫu. Người phụ nữ mà xinh tốt, đẹp đẽ thì thường thường được ví như cây nho thần mẫu. Nhưng mà ở đây một cái chìa khóa cho người nữ biết là gì? Vợ ngươi phải ở trong nhà người. Đó, vợ ngươi không phải ở trong nhà hàng xóm, mà vợ ngươi cũng không phải ở trong nhà người khác, mà vợ ngươi cũng phải ở trong nhà nghỉ, mà vợ ngươi ở trong nhà ngươi. Nói lên một cái hình ảnh người phụ nữ trung thủy. Ngày hôm nay cái tệ nạn ngoại tình nó nhan nhản quý vị, nó nhan nhản. Thậm chí có những người phụ nữ ngoại tình nó nói thẳng với người chồng luôn, không có ngại gì hết. Đó, như vậy. Một cái điều này nó không phải là cái gì thế gian có là hội thánh sẽ bị thế tục hóa. Là hội thánh có quý vị nói không? Là vì sao? Vì mình không nắm được những cái giá trị cốt lõi của hôn nhân và gia đình, cho nên mình cũng bị cám dỗ. Mình bị cảm giác ngày hôm nay mình nói là cái tỷ lệ ly hôn ở ngoài đời nhiều, hội thánh vẫn có. Không? Cho nên như vậy để chúng ta biết rằng là cái vấn đề thứ hai ở đây là phước hạnh trong hôn nhân. Là trong câu 3, câu 4. Câu 1 là phước hạnh trong vật chất. Phước hạnh trong hôn nhân là Samuel nói là vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thần mẫu. Bây giờ nói đến con cái này. Con cái thì nói thế nào? Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Đó, chồi olive. Quý vị biết rằng là cái chồi olive đó là một cái hình ảnh cái cây olive ở bên cái sự Trung Đông đó, có thể là tính là một cái cây đôi lúc khi mà nó lớn lên đó thì xung quanh cái gốc của nó nảy sinh ra những cái mầm, những cái chồi. Và nó bắt đầu khi mà cái cây đó nó tan lùi thì những cái chồi và cái mầm đó nó mọc lên. Nó cứ nối tiếp như vậy. Đó. Cho nên cái hình ảnh đó là được nói là con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Đó. Con cái ngươi ở đâu? Ở chung quanh bàn ngươi nghe. Chứ không phải bây giờ con cái ngươi ở chung quanh bàn game. Không phải là con cái ngươi ở chung quanh cái bàn gì? Bàn tiệc hay là bàn gì không? Ở ngoài mà con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, tức là muốn nói một cái sự quan hệ, một cái sự quan hệ giữa người chồng, người vợ và những người con là một quan hệ gia đình không có tách rời. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi, con cái ngươi ở trong bàn ngươi. Đó, quý vị. Như vậy thì ở đây là như khác nào những chồi olive. Tôi nói về hình ảnh olive rồi và tôi nói về hình ảnh của cái nho rồi. Và câu thứ tư, kìa người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Đó. Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Như vậy thì thưa với các bạn trẻ, các cái câu tiếp tục sau này là cái lời chúc phước thôi, lời chúc phước của Salomon đối với gia đình và con cái. Nhưng mà bốn cái câu đầu là bốn cái câu chìa khóa để chúng ta có một cái mô hình gia đình cực hạnh. Những câu sau là những câu nếu mà các bạn giải quyết được bốn cái câu đầu thì những cái câu 5, câu 6 nói như nào? Nguyên Đức Giê-hô-va từ Sê-ôn sẽ ban phước cho ngươi. Nguyên trọn đời mình ngươi sẽ thấy được phước lành của Giê-ru-sa-lem. Nguyên ngươi được thấy con cháu mình. Nguyên sự bình an giáng trên Israel. Tất nhiên là khi mà chúng ta thực hiện được những cái bước như trên đó
thì Đức Chúa Trời sẽ đổ phước không chừng mực quý vị từ Sion. Và kể cả chúng ta nhìn thấy đến hầu từ của đời chúng ta là ở đây là nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Đó. Trong đời của mình sống mình được thấy con cháu mình hạnh phúc. Đó. Rồi cái sự bình an nó giáng trên cả gia đình mình. Ở đây là giáng trên Israel. Nhưng mà cái hình bóng bây giờ là giáng trên cả một cái gia đình phước hạnh của mình. Đó. Như vậy thì đây là một cái gia đình phước hạnh. Mà qua nhiều sự thắng trầm thất bại ở trong đời sống của Salomon, ông đã viết ra một cái bức tranh. Bức tranh này tôi nghĩ là một bức tranh mà tất cả chúng ta ngày hôm nay các bạn trẻ nên lưu ý, nên lưu ý ở đây. Để rồi là khi mà chúng ta bước vào cuộc đời thì dĩ nhiên có rất nhiều cái yếu tố để tác động về hôn nhân và gia đình chúng ta. Nhưng nếu như các bạn trẻ bước đi ở trong đường lối của Chúa và kính sợ Chúa thì các bạn sẽ giải quyết được tất cả những cái nỗi nan đề ở trong hôn nhân và gia đình. Cái đó không phải là trải nghiệm của tôi, vì trải nghiệm không phải là chân lý. Kinh nghiệm của một người nào đó không phải là chân lý. Chân lý từ kinh thánh. Có nhiều người nói là tôi có kinh nghiệm này thì người ta kinh nghiệm là của anh. Kinh nghiệm là của anh, nó không có gì cả. Nhưng mà chân lý chỉ là ở kinh thánh. Như vậy thì kinh thánh đã cho chúng ta một cái mẫu hình gia đình phước hạnh, trong đó có người chồng như thế nào, người lo cho gia đình, phước hạnh vật chất, người vợ như thế nào, chung thủy với chồng, săn sóc chồng, giúp đỡ chồng. Con cái như thế nào? Con cái là những hầu tử, là những cái người kế nghiệp là vợ và chồng, như cái chồi olive phát triển. Nếu như chúng ta giữ được ba cái này, khuôn mẫu đó, thì phước của Sion, phước của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ đổ tràn đến gia đình chúng ta, quý vị, đổ tràn đến gia đình chúng ta. Như vậy thì đây là một cái mô hình mà tôi cũng nói hôm nay thông tin với các bạn trẻ. Đó là cái chìa khóa mấu chốt. Còn xung quanh những vấn đề đó nó rất là nhiều vấn đề, nhưng mà muốn làm gì thì làm thì chúng ta phải nắm được cái chìa khóa cái đó. Muốn mở vào một cái phòng để làm cái gì trong cái phòng đó chưa biết, nhưng mà mình phải có một cái chìa khóa để mình mở cửa. Thì cái chìa khóa của gia đình phước hạnh là hôm nay tôi trao cho các bạn trong lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh em các bạn trẻ, và tôi cũng sẽ ngồi lại với các bạn để có thể thông tin thêm một số những cái thắc mắc. Dạ, cảm ơn thực tế. Rồi sau đó theo ý của người điều phối của Hằng là sẽ cho các bạn là 3 câu hỏi để chúng ta thảo luận. Amen, hallelujah. Bây giờ chắc là mục sư có thể cho các bạn thảo luận trước không ạ? Mục sư có thể chờ không hay là mục sư sẽ phải ra sớm à? Sẽ phải nghỉ sớm à? Không có gì hết, cùng mục sư cũng đã có cái thời gian này sắp xếp cho các bạn mà, có sao đâu. Tại vì bây giờ các bạn sẽ giao lưu khoảng tầm 20 phút trả lời thảo luận các cái câu hỏi của mục sư á. Sau vâng. Đó thì các bạn ấy sẽ có cái đại diện nhóm phát biểu một cái thời gian ngắn, rồi sau đó thì có cái câu hỏi, cái thời gian câu hỏi là cái thời gian cuối cùng. À, okay. Như vậy có được không mục sư? Tại vì nếu bây giờ các bạn hỏi thì sẽ không có đủ thời gian để các bạn vào nhóm. Bây giờ các bạn ghi câu hỏi nha. Trong cái bài giảng của tôi các bạn chắc nghe rõ rồi phải không? Các bạn ghi câu hỏi. Có mấy câu hỏi mục sư? Có 3 câu hỏi. 3 câu hỏi. 3 câu hỏi. 3 câu hỏi mình trả lời ngắn gọn thôi ha. Câu hỏi thứ nhất là tại sao hôn nhân và gia đình là quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời? Các bạn ghi nhé. Tại sao? Tại sao hôn nhân và gia đình là quan trọng ở trong chương trình của Đức Chúa Trời? Vậy cái câu này là chắc các bạn nắm được phải không? Tại sao hôn nhân và gia đình là quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời? Rồi câu thứ hai, nguyên nhân chủ yếu làm cho giá trị gia đình bị đổ vỡ. Nguyên nhân chủ yếu làm cho giá trị gia đình bị đổ vỡ. Rồi câu thứ ba, bí quyết nào ở trong Thi Thiên 128 để có một gia đình hạnh phúc? Bí quyết nào ở trong Thi Thiên 128 để có một gia đình hạnh phúc? Ok, các bạn ghi được chưa? Ghi được hết chưa? Rồi có câu có rõ câu hỏi hay là các bạn có
có gì nữa không? Nào bây giờ nhóm 1 xin mời. Nhóm 1 thế em nhóm 1 là nhóm nào đây? Nhưng mà nhóm 1 mình chia sẻ về những sự thảo luận của mình cho câu số 1. Số 1 con nhóm nào à? Nhóm mình nhóm 1 á anh Tài. Oh, sorry, nãy giờ không biết là nhóm mình là nhóm 1 luôn. Dạ, lần đầu tiên con xin kính chào mục sư Quốc, các anh chị em trong nhóm thanh niên. Rồi nhóm em xin đại diện nhóm 1 trả lời câu hỏi số 1. Tụi em đã câu hỏi số 1 là hôn nhân quan trọng như thế nào? Dạ, theo tụi em nghĩ là hôn nhân rất là quan trọng, rất quan trọng trong cuộc sống này, trong mỗi đời sống của chúng ta, bởi vì hầu như từ nhỏ đến lớn lên ai cũng có xu hướng lập hôn nhân gia đình, ai cũng có xu hướng chứ. Tôi không nói thế nào mà tôi nói tôi lớn lên tôi không lập hôn nhân gia đình được, hầu như người nào cũng vậy không mọi người đó. Cho nên mình mới thấy được cái tầm quan trọng điều đó. Nhất điều đầu tiên quan trọng đó là Đức Chúa Trời là đấng thiết lập về hôn nhân, cho nên Đức Chúa Trời thiết lập cho nên nó quan trọng. Điều thứ hai quan trọng là bởi vì gia đình là một cái nơi để nuôi dưỡng, để phát triển, để dạy dỗ con cái, là nơi mà người vợ tâm sự với người chồng, đôn đốc người chồng, là nơi để cho chỗ dựa vững chắc cho người chồng bước ra ngoài, là nơi để cho con cái của mình có sự dạy dỗ, có cái nền tảng về giáo dục để có thể phát triển sau này. Và gia đình quan trọng bởi vì Chúa nói là người ở mình không tốt đâu mọi người, không ai thích ở một mình cả, cho nên đó là quan trọng, phải có một người để cùng đi với mình cho hết quãng đường còn lại. Quan trọng bởi vì đó là nơi yêu thương, là nơi chăm sóc lẫn nhau. Không có ai chăm sóc tốt bằng gia đình của mình cả, không ai chăm sóc tốt bằng người vợ của mình, không ai chăm sóc tốt vợ của tôi tốt nhất bằng người chồng cả, không ai chăm sóc tốt con của tôi bằng mẹ, bằng cha của mình. Em xin hết rồi, em xin rồi. Ơi cứ đặt tiêu chuẩn 2 phút. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của gia đình qua câu trả lời này chưa ạ? Ok, bây giờ chúng ta qua đội số 2. Nhóm số 2 mình chia tay thế nào, ai đại diện mình trả lời? Em nhóm số 2 xin mời bạn Hùng Nhung nha. Dạ, được sự ủy quyền của trưởng nhóm thì em xin trả lời câu thứ hai, đó là những yếu tố để khiến cho sự đổ vỡ trong hôn nhân. Cái thứ nhất là thiếu lời Chúa, thiếu cái sự trang bị lời Chúa chủ trong gia đình, thì khi đó thì trật tự gia đình là người nam làm đầu mà người nữ là người giúp đỡ, thì khi mà trật tự nó bị đảo lộn thì gia đình có bị sự xáo trộn đi rất là nhiều về cái vai trò với là trật tự của người nam với người cái yếu tố thứ hai là khi mà bước vào hôn nhân thì có những cái lớp như là tiền hôn nhân hoặc là dự bị hôn nhân để trang bị cho mọi người những cái kiến thức, những cái kỹ năng để giải quyết xung đột trong hôn nhân và các vấn đề về tài chính giống như nuôi dạy con cái và nhiều thứ trong cần có. Thì khi hai vợ chồng không có học những cái lớp đó và thiếu những cái kiến thức và những cái kỹ năng đó thì dẫn đến cái sự mâu thuẫn khi bước vào hôn nhân. Còn yếu tố thứ ba là trong thế giới linh, và khi người nam là đầu mà của gia đình mà khi họ không đủ mạnh mẽ để họ bảo vệ gia đình của mình và để ma quỷ tấn công vào vợ con của họ, và người nữ, người vợ là một người đặc biệt đứng ở cái vị trí là cầu thay cho người chồng và cầu thay cho gia đình, khi một trong gia đình thiếu sự cầu nguyện và không có sự bảo vệ của Chúa Giêsu, của huyết Chúa, và không có sự bảo vệ bằng sự cầu nguyện thì bị ma quỷ tấn công từ nhiều phía. Và cái cuối cùng là lý do cuối cùng là thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, không tôn trọng, không lắng nghe, không thấu hiểu và dẫn đến ngoại tình hoặc là những cái lý do khách quan khác. Dạ, nhóm 2 xin hết ạ. Ồ, tuyệt vời. Mọi người nghe kịp không ạ? Cảm ơn Chúa. Giờ đến nhóm 3 xin mời bạn Nhã Ca. Nhóm 3 em trả lời câu hỏi là bí quyết nào ở trong Thi Thiên 128 để có một gia đình hạnh phúc, là bí quyết là kính sợ Đức Giê-hô-va. Cái câu số 1 nói về cả người nam và người nữ đều phải kính sợ Đức Giê-hô-va,
và đặt Chúa làm hàng đầu trong mối quan hệ của mình. Và có bạn trong nhóm trả lời là phải có người cha, người chồng là người kính sợ Chúa làm gương để dẫn dắt gia đình của mình. Còn cũng là người được kính nể trong lối sống của mình. Đó là ý kiến của mình nhóm em. Ồ, nhanh quá. Cái đề còn một phút luôn. Hallelujah. À, thì đổ xong thêm cho nhóm ba, có nghĩa là câu số 2 thì nói về người vợ nữa, người vợ phải ở nhà mình. Và cái điều mà thấy mục sư chia sẻ mình vừa vui vừa mắc cười, nhưng mà lại là chính xác, bởi vì người vợ phải ở trong nhà ngươi đó, vợ phải ở nhà ngươi chứ không phải vợ ở nhà người ta hay ở khách sạn hay ở nơi khác, nhưng mà vợ phải ở nhà mình rồi giúp đỡ, phụ giúp cho gia đình của mình, giống như câu số 2 mà bạn Nhung vừa rồi cũng có cái ít đó. Thì vợ rồi yêu chồng ở trong nhà mình, chăm sóc con cái, phụ giúp, cầu thay nhiều thứ, thì cũng đây là một yếu tố cũng rất quan trọng để có một gia đình hạnh phúc, bí quyết. Okay. Rồi, xong cho đủ 2 phút chứ không cho dư cho 2 phút mà không chưa đâu. 10 trang đi. Cảm ơn Chúa. Thì lên là số 4. Đồ số 4. Dạ, bốn nãy giải đúng không? Mục sư, dạ con chào mục sư và chào anh chị. Con đại diện cho nhóm để trả lời câu hỏi. Thì nhóm 4 em chọn câu hỏi số 2 là nguyên nhân chủ yếu làm cho gia đình đổ vỡ. Thì theo như nhóm em có thảo luận á, là bởi vì họ không có để Chúa dẫn dắt trong gia đình và làm chủ trên hôn nhân của họ. Thì từ đó nó sẽ dẫn đến họ sẽ sống theo thế gian và cũng như là không theo đường lối của Chúa. Và tiếp theo nữa là người vợ người chồng ấy cũng không làm đúng cái vai trò của người vợ người chồng trong hôn nhân như lời Chúa có chép trong Kinh Thánh. Dạ, thì nhóm em có những ý kiến đó. Xin hết ạ. Thì là còn nhắn hơn đó. Các bạn để dành câu cho câu hỏi nhiều lắm. Chứ hôm nay là để dành cho hỏi câu hỏi mục sư, cho nên là trả lời thần tốc như bình thường. Các bạn đi đây đến 10 phút, 15 phút luôn mục sư. Bạn trả lời tốt chứ. Còn nhóm cuối cùng đúng không? Đây, nhưng mà nhóm cuối cùng. Dạ, em xin trả lời trong câu số 2. Và đây cũng là có hai cái yếu tố để em chia sẻ. Đó là thứ nhất, đó là trong hôn nhân nếu mà không có một cái sự tôn trọng lẫn nhau thì nó là một cái điều đó giống như một người bên cạnh với mình nhưng mà không coi mình có giá trị, thì nó cũng là một cái nan đề trong hôn nhân. Và điều thứ hai đó là cái nền tảng đức tin của hai người nó chênh lệch quá nhiều. Mà cái đây không phải là nan đề, nhưng mà nan đề là cái tôi của hai người quá cao. Nếu mà một người không ai chịu để lắng nghe, không ai chịu để chia sẻ, thì nó là một nan đề cho hôn nhân. Thì có hai điều để em muốn chia sẻ. Đó là thứ nhất là không có sự tôn trọng lẫn nhau. Thứ hai là cái tôi quá cao, cái hai cái người có cái nền tảng đức tin chênh lệch với nhau thì cần có cái sự tôn trọng và có cái sự khiêm nhường với nhau. Dạ, em xin hết. Amen. Nhóm nào nhanh nhất? Chắc nhóm của nhà ca là nhanh nhất ạ. Nhóm mới nhóm ba hả? Tất cả cho nhóm ba chẳng có tay. Yeah, công khai. À, nhóm ba một. Bây giờ mục sư, bây giờ ai có câu hỏi? Mục sư có muốn đưa ra câu hỏi thảo luận không, hay là bây giờ các bạn sẽ hỏi mục sư luôn à? Các bạn sẽ có câu hỏi hỏi mục sư luôn à? À, ok. Bây giờ mình cũng còn lại thời gian, cho nên các bạn cứ tận dụng. Tôi trong cái khả năng có thể trả lời được cho các bạn điều gì thì trả lời. Mục sư còn bao nhiêu phút à? Để con biết à? Ăn thua cái giờ các bạn thôi. Không, bây giờ 9:30 là hết giờ rồi mục sư ạ. Nhưng mà nếu mà để thảo luận là các bạn sẽ ngồi lại đến 10 giờ hơn. Và chưa muốn rời, cho nên là con phải hỏi mục sư để con biết đường ngừng á. Mình khoảng 20 phút ha, 20 phút là nhiều. Dạ, 20 phút. Ok, bây giờ trong 20 phút các bạn tranh thủ hỏi. Bây giờ mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi và trả lời xong rồi thì để cho người khác hỏi, không được hỏi thêm cái ý thứ hai, ý thứ ba, ý thứ bốn, ý thứ năm. Ok, thống nhất như vậy nha.
là mỗi người hỏi một câu thôi, và nếu mục sư trả lời xong rồi là coi như là vâng, ok, kết thúc, không hỏi ý thứ hai nữa, không hỏi ý thứ ba, thứ tư, thứ phát triển thêm nữa nhé, để cho mỗi người được hỏi một câu. À đấy, một bạn đầu tiên biết ngay mà, con biết ngay mà này sẽ hỏi, bạn này luôn luôn có câu hỏi đầu tiên. Xin mục sư cho con hỏi bạn Nam. Bạn Nam Văn Tuấn hỏi là cách để dạy cháu con nghe lời khi dùng roi có vẻ là được tối ưu ạ. Khi dùng roi có vẻ chưa được tối ưu ạ. Em kìa chị Hằng kìa. Em kìa giống như là sao? Ok. Là ý bạn ấy hỏi là cái cách mà dạy cháu à? Cháu con hay là con cách hay là dạy, cháu cái là cái cách dạy con cháu mà nó hiệu quả mà không, trong bây giờ dạy con trước đi, các bạn chưa có cháu đừng có vội vội cháu, bây giờ con đi, con dùng con đi mà con mà như áp dụng là dùng roi thì anh Tuấn dùng roi có vẻ là chưa có tối ưu lắm, có nghĩa là chưa có hiệu quả. Mục sư con trước thôi, không liên quan đến cháu bây giờ, từ từ đã. Con đi. Cháu sao? Ok. Cái này thì bây giờ các bạn trẻ cũng lo xa quá, bây giờ chưa có người yêu mà bây giờ lo đến cháu rồi. Bây giờ thì tôi hồi nãy là 13, nhưng mà thực sự là tôi cũng 11 cháu, tôi cũng 13 cháu. Nên là tức là chắc là nói như vậy là mình cũng trong cũng có một vài đứa nó xin thêm. À. Bây giờ thế này, thực sự ra đó, cái dạy dỗ con cái đó là một trong những cái vấn đề mà quan trọng. Trong cái môn đồ họa đó thì đầu tiên là phải từ gia đình, quý vị thấy như vậy à, môn đồ họa đầu tiên từ gia đình, cho nên là thường thường kinh thần hay nói là gì, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob, ba thế hệ đó, khi nào cũng có nhắc đến như vậy. Ba thế tức nhất là muốn nói để một cái gia đình nó có một cái nền nếp để nó kế tục và cái những cái di sản về thuộc linh của những người đi trước. Và ở trong Tân Ước á, cũng như vậy, trong Tân Ước thì luôn luôn Chúa nói là một dòng dõi thánh, cho nên là cái việc mà mình nuôi dạy con cái đó để mà kế thừa cái dòng dõi thánh đó là cũng vấn đề. Tuy nhiên bây giờ ở đây nó rối vọt thì Kinh Thần cũng có nói, phải không, biết Kinh Thần Hebrew nói là nếu mà Chúa yêu ai thì Chúa cũng sửa phạt mình. Đối với con cái thì lời Chúa dạy chúng ta cũng có chọc giận con cái. À, nếu khi mà mình dùng cái roi vọt đó, tôi nghĩ cũng phải là biện pháp tối ưu. Cho nên người Mỹ, tại sao mà quý vị biết là người Mỹ mà mình đánh con nó cũng phạm tội, cũng nó phạm pháp luật, cho phạm tội. Nếu mà mình đánh con mình mà nó bắt đầu nó điện là coi như 911 gì đó, là để nó bắt đầu là biên bản rồi, là mình sẽ bị. Cái đó không phải là nó tôn trọng cái quyền tự do quá đáng của người con. Tuy nhiên đó là không phải biện pháp tối ưu. Cho nên những cái xã hội văn minh người ta dùng cái kế hoạch cái gọi là cái hà đẳng để mà mình dùng đó để mình làm dạy con cái, nó không phải là biện pháp tối ưu. Tuy nhiên chúng ta biết trong cái trong khi mình các bạn có học những cái môn học mà ngoài đời, những cái môn văn học, người ta nói là tất nhiên là thương con thì cho roi cho vọt, ghét con thì cho ngọt cho bùi. Tất nhiên là mình cũng phải biết dùng những cái roi vọt để răn đe, nhưng mà nó phải ở một cái trường hợp nào đó, ở trường hợp cụ thể nào. Chứ không phải là bây giờ mình giận lên một cái á, thường thường những người trước đây tôi cũng vậy, chưa có Chúa thì mình giận lên một cái là mình sách chổi cũng đánh, sách cái gì khở cái gì mình đánh cái đó không phải là cái cách tốt nhất đó. Nhưng mà đến lúc có những cái đứa con mà nó quá nghịch đấy thì mình cũng dạy dỗ, nhưng mà cái dạy dỗ của mình roi vọt đó là trong cái tình yêu thương, làm thế nào đó để người con nó biết rằng cái roi vọt đó của ba mẹ mình dùng trong tình yêu thương, chứ không phải roi vọt đó để mình chọc giận con cái đó. Hai cái mình chọc giận con cái là nó có những cái cảnh ngược lại. Tôi thực sự ra tôi cũng có 6 người con đó, với dâu rể, với 11 đứa cháu nội ngoại. Nhưng mà tôi thực sự là tôi khi mà tôi tin Chúa, tôi không hề có một cái biện pháp gì, kể cả một cái bậc tái tôi cũng không có dùng. Tuy nhiên qua những cái điều mà chúng ta muốn dùng cái roi vọt thì nó phải, thứ nhất là nó phải làm thế nào đó nó có cái sự răn đe với những cái đứa con nó quá nghịch. Cộng thêm là khi mình sử dụng roi vọt đó là đừng
chọc giận con cái. Mà cái roi vọt đó là làm thế nào mà cái đứa con nó nhận roi đó, nó cảm thấy được là mình đã nhận roi, và cái nhận roi của ba mình là trong cái tình yêu thương, ba mẹ mình trong tình yêu thương, trong sự sửa phạt, thì đó nó có tác dụng. Còn nếu mình nổi giận lên, mình có cái gì mà đến cái đó, thì đó là mình chọc giận con cái đó. Cho nên nó không có một cái gì cụ thể cho các bạn cả. Tuy nhiên với cái cá nhân tôi thì tôi không sử dụng vũ lực đối với con cái. Nếu khi mà có những cái đứa mà mình tạm gọi là nghịch tử đó, thì mình cầu nguyện, mình cầu nguyện rồi mình có những cái người mà thân nhất đối với đứa con đó. Bởi lúc nhiều khi người cha cũng thể nói được, nhưng mà những cái người mẹ hay là anh em gì mà thân cận nhất với cái đứa đó thì sẽ qua những người đó đến để kích lệ, để răn đe, đó là cái cách mà tôi hay dùng. Chứ không, tôi không có dùng cái phương pháp bằng roi vọt. Tuy nhiên tôi cũng không phải nói là cái phương pháp roi vọt là không có dùng, có thể dùng, nhưng mà dùng thế nào để đừng có phản tác dụng, đừng có khi mình dùng người con họ cảm thấy là giống như là mình chọc giận nó. Còn mình dùng nó ở trong một cái trạng thái là nó nói, ba mình, mẹ mình dùng roi vọt, nhưng mà trong tình yêu thương thì cái đó nó có tác dụng. Ok. Thầy cũng cảm ơn mục sư. Vâng. Dạ, chị Hằng mới biết anh chị Hằng. Chị Hằng nói gì? Câu hỏi thứ hai, mục sư ơi. Nếu con cái nó không đi theo đường lối của gia đình mà cầu nguyện với Chúa thì Chúa không đáp lời thì phải làm sao ạ? À, có nghĩa là con cái không kính sợ Chúa hả? Mà cầu nguyện Chúa thì nhưng mà Chúa chưa đáp lời. Cái đứa con nó vẫn chưa trở về Chúa đúng không? À bạn. Bạn có câu hỏi này, nói amen đi. Thì phải làm sao hả mục sư? Ok, amen rồi. Ok. Dạ. Giờ đó thì dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng là cha mẹ sinh con là trời sinh tính. Mà trời sinh tính thì chỉ có Đức Chúa Trời sửa tính thôi. Cho nên mình cầu nguyện là đúng. Nhưng mà nói là bây giờ các bạn nói là cầu nguyện, nhưng mà nó cũng vẫn như vậy. À, thì bây giờ cái này đó, cái cầu nguyện là việc của mình. Còn cái thời điểm mà để Chúa làm cho cái tấm lòng của con mình nó mềm mại, nó trở lại với Chúa là việc của Chúa. Chúng ta phải hiểu như vậy. Quý vị biết rằng là Augustine là một cái học giả thần học mà hiện nay kể cả do thầy giáo, công giáo, Tin Lành hay Ấn giáo cũng sử dụng những cái nguyên tắc thần học của Augustine. Nhưng mà ông có một cái cuộc đời phóng đãng, không có tín kính Chúa, mà bà Monica bà cầu nguyện ròng rã mấy chục năm. Thì mình biết cái thời điểm của Chúa như thế nào, cho nên mình phải cầu nguyện ròng rã mấy chục năm. Cho đến khi Đức Chúa Trời hành động và ông trở lại một cái người nổi tiếng, Chúa dùng đặc biệt. Bây giờ là những cái mà dùng nhân Đức Chúa Trời bày tỏ qua lương tâm, bày tỏ qua thiên nhiên, qua cõi vũ trụ, đó là những quan điểm thần học của Augustine đó. Cho nên mình không biết cuộc đời của con mình, nó không phụ thuộc vào mình mà nó phụ thuộc vào Chúa. Thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện Chúa. Bây giờ cái tính nết của nó là Chúa tạo nên. Mình uốn nắn không được thì mình cầu nguyện, mình giao phó cho Chúa. Đức Chúa Trời là trời, mình sinh con trời sinh tính thì Đức Chúa Trời sẽ đổi tính. Đó là một cái là cái gương cầu nguyện để con đổi tính. Cái thứ hai chúng ta biết rằng là ông Franklin bây giờ đó, là khi trước đây mấy chục năm ông Billy Graham ông đi giảng đó. Ông mới đi giảng thì ông Franklin ông đứng một bên đó, ông chống lại. Và ông có một cái đời sống hết sức là không sự nghiệp. Nhưng mà bây giờ ông Billy Graham là một người nổi tiếng, một người giảng phúc âm, nhưng mà con ông như vậy làm sao? Ông cầu nguyện, ông chỉ biết cầu nguyện. Cầu nguyện thì một thời gian là Chúa đã cho ông Franklin bây giờ đó là trở lại ăn năn và trở thành một cái người truyền giảng phúc âm giống như ba mình. Và hiện nay là cái người thừa kế cái mục vụ truyền giảng của ba mình.
Đó. Chúng tôi đã làm một cái vừa rồi chương trình Hà Nội cách đây mấy năm và sắp tới làm Sài Gòn thì bị dịch, có thể là đến 2023 gì đó, thì bây giờ có cái festival ở Sài Gòn như vậy. Thì đó, thì cái đó là những cái phần là cái tấm gương, nhưng mà những cái đó là những cái điển hình để mình biết rằng là nếu mà đứa con đó mà mình dùng đủ mọi biện pháp, tức là roi vọt yêu thương có rồi, khích lệ uốn nắn có rồi, giáo dục có rồi, rồi là lời Chúa mình nói rồi, tất cả, nhưng mà nó vẫn là ở trong một cái tình trạng không thay đổi, thì xin thưa quý vị chỉ có cầu nguyện thôi. Chỉ có cầu nguyện. Còn cái thời gian đáp ứng lời cầu nguyện, thời điểm là của Chúa. Nếu như bà Monica, bà cầu nguyện như vậy, bà bỏ cuộc thì cũng phải. Hoặc là gia đình của Franklin bỏ cuộc, Bill Graham bỏ cuộc cũng phải. Cho nên là cầu nguyện để cho cái thời điểm Chúa hành động. Và nếu như tôi tin rằng cái sự cứu mang của quý vị đầy trọn, thì Chúa sẽ làm cho người con được thay đổi. Và như vậy. Cho nên chúng ta không bỏ cuộc trong cái việc đó. Không bỏ cuộc. Amen. Cảm ơn mục sư. Câu trả lời rất là tuyệt vời. Đáp ứng chưa hả bạn? Bạn mà hỏi câu này. Tiếp theo có câu hỏi khác. Đó là, mục sư ơi cho con hỏi cách nuôi dạy con cái trong giai đoạn của tuổi dậy thì mới lớn, thiếu niên, tâm sinh lý thay đổi ạ. Con cảm ơn mục sư nhiều. cái đó là cả một cái đề tài khoa học về tâm lý, rồi học rồi sinh lý học nè. Các bạn rành hơn tôi, đúng không? Thực sự ra đó thì tôi cũng không có tài giỏi gì cả. Bây giờ là con cái tôi là các bạn biết rằng là như cô Mật đó. Cô Mật là năm học lớp 10 là cô đã xa gia đình rồi. Lớp 10 là cái lớp mà gọi là cái tuổi là tâm sinh lý bắt đầu có những cái sự phát triển. Đó. Thì bắt đầu lớp 10 cấp 3 là cô đã ở chỗ tôi không có trường cấp 3, nên cô phải là bới cơm gạo lên ở nhà trọ để học cấp 3 rồi. Đó. Cho nên tôi cũng không có dạy dỗ gì nhiều. Tôi cũng có là gì nhiều. Nhưng mà có một cái điều tôi biết rằng là gì? Tất cả những cái đứa con cái của mình đó, thì tôi nghĩ là nếu như các bạn mà đối xử với con cái của mình giống như những người bạn đó, nhất là trong cái thời kỳ mà đang chuyển biến về cái tuổi dậy thì hay là cái tuổi trưởng thành đó, thì các bạn xem nó như là một người bạn đó. Nữ thì có mẹ, nam thì có cha, mình trân trọng và mình gần gũi, rồi để cho những cái đứa con đó nó bộc bạch hết tất cả những cái vấn đề của mình, nó giảm ra để các bạn tư vấn. Thì tôi tin tưởng rằng là đó là cái cách tốt nhất để giáo dục con cái trong cái tuổi vị thành niên, trong cái tuổi mình thành niên. Tôi sau này đó, thì khi con cái tôi lớn lên, ví dụ như là có những cái vấn đề mà nó thuộc về những cái vấn đề mà về nữ giới đó, con cái đôi lúc tôi cũng khi mà tôi có kinh nghiệm và tôi đọc tôi hiểu thì tôi cũng dạy. Cho nên bây giờ những đứa con hàng, tôi có hai đứa con gái, nó trân trọng, nó nói là ba con nè, có những cái điều thuộc về nữ giới thì con thầm kín, nhưng mà ba cũng nhắc đó. Thì đó là cái cách tốt nhất để mình làm thế nào đó trong cái tuổi mà điều kiện tâm sinh lý nó biến động, thì nó nổi loạn này, rồi nó có thể là những cái cảm dỗ, những cái xu hướng thiên lệch. Thì cái cách tốt nhất, người cha mẹ lúc đó là người bạn. Đó, không còn là bỏ cái vị trí của người cha, người mẹ đi, mà trở thành người bạn. Thì điều đó là tốt nhất cho con cái mình giai đoạn đó. Dĩ nhiên mình còn có hội thánh, mình có Chúa, nhưng mà tôi nói đây là về góc độ gia đình. Đó, lúc đó thì chính các bạn là cái nơi mà để cho con cái mình đơn giản. Bởi vì những cái vấn đề thay đổi ở trong cơ thể của người nam, người nữ đó, Đức Chúa Trời tạo nên như vậy. Và có những cái biến động mà chính họ cũng biết đó. Và những người cha mẹ là đi trước biết rồi, thì chính các bạn không ai hết. Bây giờ không phải là những vấn đề giáo dục giới tính đâu, nói thì nói vậy thôi, nhưng mà Việt Nam mình vẫn chưa có một cái bộ môn giáo dục giới tính ở trong các trường đó, chuẩn hóa cái đó. Và vấn đề thứ hai là gì? Có những cái điều mà là các bạn không có tìm được ở đâu, thì những các bạn cũng lên trên mạng, lên chỗ này chỗ khác để tìm. Mà bây giờ quý vị, các bạn biết rồi, ở trên mạng nó đầy dậy những cái điều thật là rất là
phải nói rất là ghê ở trong cái vấn đề đó. Cho nên là theo tôi nghĩ là cái giai đoạn đó, giai đoạn mà biến chuyển về tâm sinh lý đó, thì những người cha người mẹ nên là những người bạn gần gũi, khích lệ, thăm hỏi và là tư vấn cho con mình. Đừng có để nó coi như là nó không biết, rồi nó tìm hiểu, rồi nó làm theo cách của nó, hoặc là nó giải quyết những vấn đề mà đôi lúc các bạn biết rằng là thường thường là cũng đâu có dám nói. Thường thường có những đứa gái nó cũng dám nói với mẹ luôn, có những cái vấn đề mà nó bị trầm cảm hay là những vấn đề gì đó mình nó ít, thì cái đó là người cha người mẹ lúc đó theo tôi nghĩ đó nên bỏ cái vị trí người cha người mẹ và trở thành một người bạn gần gũi con cái, thì tôi nghĩ trong giai đoạn đó có thể giúp cho các em vượt qua được. Cảm ơn mục sư, câu trả lời của mục sư rất là hay, rất là tuyệt vời. Khi mà cha mẹ giống như là bạn đối với con cái thì sẽ giúp cho con cái rất là nhiều. Vì tôi nói thêm một điều là vì cái giai đoạn từ lúc nhỏ 6 tuổi là cái giai đoạn học bắt đầu vào lớp 1 6 tuổi cho đến là khoảng 15, 16 tuổi thì giai đoạn là các bạn là người cha người mẹ. Nhưng mà bắt đầu 18, 19, 20 tuổi thì các bạn là người bạn. Người bạn bị giai đoạn đó vì thực sự đất nếu các bạn ứng dụng tất cả những phương pháp kể cả rói vọt cái đó lúc này nó không có tác dụng. Đó, cho nên lúc đó tôi nghĩ là khi mình làm một cái vị trí người bạn là tốt nhất. Ok. Yeah, amen. Giờ chúng mình đến câu hỏi tiếp theo cho mục sư, câu của bạn Thanh Nga đúng không ạ? Thưa mục sư, cho con hỏi quan điểm của mục sư về việc là dạy homeschooling, dạy ở nhà đúng không? Tại Việt Nam, vì con cái của Cơ Đốc nhân nếu theo hệ thống giáo dục ở Việt Nam á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư duy và giá trị của thế gian vào đó mục sư. Và thì mình có nên cho con cái mình học học tại nhà hay không, hay là cho con cái mình học tại trường Cơ Đốc nhân, hoặc là hay là nên cho con cái học tại trường Cơ Đốc nhân với giáo viên là Cơ Đốc nhân luôn, thì mục sư nghĩ thế nào ạ? Bây giờ đó thì cái này là hiện nay đó cái trường Cơ Đốc nhân ở Việt Nam mình không phải là nhiều. Thực sự ra là cái này nó lý do là gì? Lý do là bởi những cái cơ chế về giáo dục của mình chưa mở. Cho nên bây giờ mình mở một cái trường Cơ Đốc ở tại Việt Nam đó, mình đầy đủ, người Tin Lành mình có đầy đủ những cái thực lực để mở, nhưng mà không phải là mình mở như thế nào cũng được. Cho nên hiện nay rất là ít. Nhưng mà nếu như mà cái số lượng các em mà đóng mà vào các trường đó thì rõ ràng là cũng rất là khó. Hiện nay thì tôi biết là những đứa con của chồng ngoại của tôi, tức là con của Mận và Thuần á, thì đang có 3 đứa, 2 đứa lớn thì nó đã vào cái trường Cơ Đốc học rồi, tức là học phổ thông đó, và học phổ thông và dĩ nhiên trong đó là họ dạy bằng tiếng Anh nữa. Thì dĩ nhiên cái trường Cơ Đốc là tốt nhất, cái đó thì rõ ràng rồi, nhưng bây giờ không phải ai cũng vào được đó. Cái thứ nhất là học phí nó cao, cái thứ hai nữa đó là không phải là nhiều, nó không phải là phổ thông phổ biến, cho nên bây giờ không có một cái sự lựa chọn nào là chúng ta phải học các cái trường giáo dục ở ngoài đời đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là các bạn nên nhớ là cái giáo dục ngoài đời mình phải định hướng cho con. Cái giáo dục ngoài đời là một cái giáo dục trí thức đó, nhưng mà rõ ràng là cái trí thức của ngoài đời thì các bạn biết rồi, nó lại đôi lúc nó lại có những cái điều nó lại phản lại kinh thần đó, cho nên cái đó mới quan trọng, rất là quan trọng. Vì như ở ngoài đời người ta dạy cái thuyết đặc biệt và la mát, nó họ cho là con người tiến hóa như vậy, nhưng mà rõ ràng cái đó là đối với mình là tạo hóa chứ không có tiến hóa. Mình là tạo hóa chứ không có tiến hóa, phải không? Thì bây giờ cái đó là cha mẹ phải hiểu. Bây giờ không có điều kiện để mà mình học trường Cơ Đốc thì mình phải có những cái gì mà mình nắm được trong khi theo dõi con cái học hành á, những điều đó là mình nhất là cái giá trị nền tảng của Cơ Đốc là mình đừng để bị lạc hướng. Đó, cho nên bây giờ chẳng hạn như là có những cái bài tập mà các bạn biết rồi, ví dụ như là
là có những bài tập các em mà nói là bây giờ con người từ con vườn con đó gì đó, tức là gọi là thiệt tiến hóa đấy, thì các em không có làm, có một số các em không làm này không, vì tôi tin Đức Chúa Trời cho nên là con người được Đức Chúa Trời sáng tạo. Thì có những cái có những em mà học ngoài đời nhưng mà là như vậy, thì rõ ràng cái đó có thể cái điểm đó là cái điểm không hay điểm gì đó của sinh vật à, nhưng mà cái đó là cái nên giữ đó, mình nên giữ đó. Thì tôi nghĩ là đó là những cái điều mà chúng ta hiện nay không có sự lựa chọn nào hết đó. Cho nên chúng ta bắt buộc chúng ta phải học, nhưng mà trong cái học đó thì cái bậc cha mẹ phụ huynh á phải xem lại tất cả những cái gần gũi con cái để mình phải chắc lọc những cái tri thức khoa học là tốt, hoàn toàn tốt quý vị. Cái kiến thức xã hội về là khoa học tự nhiên hay là tất cả những khoa học xã hội là tốt, tuy nhiên là có những cái điều nghịch lại với niềm tin của mình, những điều đó mình phải dạy con cái đó, mình phải dạy con cái để đừng có ảnh hưởng như vậy thôi. Còn lại thì tôi nghĩ rằng là hiện nay đối với nước mình thì chưa có thể là các bạn chọn cái trường cơ đốc được. Để học trường ta. Bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng nữa, không biết có trả lời được không, tại vì bây giờ cũng là hết giờ rồi. Okay, còn một câu thì trả lời luôn. Hai vợ chồng không có con ấy thì có nên là nhận con nuôi hay là thụ tinh nhân tạo không, mục sư ạ? Bây giờ thì phần nhiều tôi biết đó nha. Đây là tôi nói những cái phần nhiều cái kiến thức của tôi biết, còn bây giờ mình đưa vào kinh thần thế nào. Kiến thức tôi biết đó thì phần nhiều cái thụ tinh nhân tạo đó thì là những cái khoa học thì của phương Tây, tuy nhiên người phương Tây họ không dùng, vì đại bộ phận phương Tây là họ có độc giáo. Cho nên quý vị biết là tại sao mà người Mỹ, người châu Âu họ nuôi con nuôi nhiều không? À, họ không có con chả sao cả, nhưng mà họ có xin con nuôi về họ nuôi. Còn cái đó là họ không dùng bởi cớ họ quan điểm, có một số quan điểm về niềm tin, quan điểm về niềm tin, thì đó là cái vấn đề là chúng ta thì ngày hôm nay ở Việt Nam thì dĩ nhiên những người hiếm muộn là họ đều dùng cái thụ tinh, gọi là thụ tinh nhân tạo, là thụ tinh ống nghiệm đó. Thụ tinh ống nghiệm đó. À, thì cái đó thì theo cái quy trình tôi không biết như thế nào ha, tôi cũng tham khảo rần cái này. Nhưng mà nếu như thì các bạn có gần gũi tham khảo không, bởi vì tôi cũng quan tâm lắm. Nhưng mà nếu như đúng quy trình mà tôi hiểu như thế này, tất nhiên là người ta vẫn lấy cái tinh trùng của người đàn ông đó, người ta cậy vào một cái noãn của người phụ nữ trong một cái môi trường mà không, mà cái người phụ nữ không có thể thụ thai được, thì họ lấy một môi trường ngoài cái sự thụ thai đó, nhưng mà vẫn thụ thai của tinh trùng của người chồng và cái trứng của người vợ. Thì tôi nghĩ cái vấn đề này không sao cả, không sao cả. Đó. Còn cái chuyện mà gọi là không biết bây giờ có cái chuyện gì mà gọi để thuê để mượn sau đó thì tôi không rõ nha. Nhưng mà nếu như cái đó là tự nhiên, bởi vì cái sinh hoạt tình dục đó là bình thường thì nó sẽ sản sinh con cái, nhưng mà nó có trục trặc gì đó thì họ bây giờ họ muốn có con, nhưng mà cái đó là rõ ràng là cái tự nhiên của người chồng và cái tự nhiên của người vợ, nhưng mà người ta cậy vào một cái môi trường khác dễ thụ thai hơn, để người ta cậy vào ở trong cái của người nữ đó để mà có con đó. Thì tôi nghĩ cái đó là không có vấn đề gì về vấn đề niềm tin của mình đó. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình vô sinh mà mình lại lấy một cái ngân hàng tinh trùng nào đó của người khác đó để mình thụ thai, cái đó hoàn toàn sai, không đúng đó. Thì cái cách mà đối với cái thụ tinh nhân tạo đó hay là thụ tinh ống nghiệm đó, thì không biết là tôi hiểu như vậy thì cái người mà cái bạn nào hỏi câu hỏi đây đó thì có phải nắm cái quy trình như vậy không. Thì tôi không có rõ nhiều về vấn đề này, nhưng mà tôi nói nếu như cái thụ tinh đó là tinh trùng của người nam và cái noạn của người nữ đó mà cấy là trên một cái môi trường nào đó mà khoa học làm thì không có sao, nhưng mà lấy ở đâu đó một cái tinh trùng của người khác trong cái ngân hàng tinh trùng gì đó để mà thụ thai đó, vô sinh hiệu quả, thì điều đó là không có được, điều đó không được phép. Yeah. Amen, cảm ơn Chúa, đúng, mục sư nói rất là hay, rất là tuyệt vời.
Đó là cái câu hỏi này là con thấy rất thỏa mãn. Vâng, tôi thấy như vậy, nhưng mà tôi vì tôi không nắm lắm cái quy định của họ thế nào. Nhưng mà vậy vậy con thấy là rất là tốt, đúng rồi ạ. Con nghĩ như vậy. Nếu mà lấy ngân hàng tinh trùng thì là nó là một tinh trùng của một người khác rồi, nó không có. Có phải của người chồng thì tự nhiên lại mang thai với một cái người khác, nó không phải là chồng của mình sinh ra con, thì điều đó con thấy nó không phù hợp, thà nhận con nuôi thì tốt hơn. Ừ, đúng rồi. Cho nên người 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 những người Cơ Đốc ở bên 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 những nước phương Tây á, họ không có làm cái đó, họ nhận con nuôi không? Amen. Hôm nay có bạn nào hỏi cái câu hỏi này rất là thú vị. Anto là ai ạ? Anto hả? Dạ, bên mục sư á, đúng không? À. Ủa. À, Ấn là con. Ăn á. À, Châu Âu Thiên Ăn gì đó. Ấn hỏi. Không béo à. Phe Minh mà hỏi khỏi cho Phe Minh nha. Sao? Bây giờ các bạn có thắc mắc cái gì nữa không? Bây giờ là... Bây giờ là hết giờ rồi. Xin mời mục sư cầu nguyện cho các bạn thanh niên. À, ok. Sau thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Vâng. Chắc bữa sau mục sư sẽ dành nguyên cả cái... buổi để trả lời câu hỏi. Bây giờ các bạn hỏi nhiều. Nếu các bạn cũng nói bây giờ thấy ok thì đề nghị cô Hằng sắp lịch cho mục sư một buổi nữa. Một buổi nữa thì kéo mục sư ok sẵn sàng nếu mà bảo trước để mục sư sắp xếp. Và còn nhiều câu hỏi mục sư cũng muốn giải đáp những cái câu hỏi của các bạn như vậy, bởi vì thực sự ra là vì cái tư vấn này, tư vấn Cơ Đốc nó rất là quan trọng. Dạ. Rất là quan trọng. Yeah. Okay, rồi, mong sư cầu nguyện cho con nha. Rồi, xin mời mong sư cầu nguyện nào. Okay. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài vì trong tình yêu thương của Chúa, dù chúng con không có nhóm lại được, nhưng mà Chúa cũng sử dụng qua những cái hệ thống internet để chúng con gặp nhau ở trên phòng Zoom, để chúng con cầu nguyện cho nhau. Đặc biệt là hôm nay, trong các cái bạn trẻ thân niên đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, có rất nhiều điều bỡ ngỡ và họ sắp bước vào một cái đời sống hoàn toàn khác lạ. Và hôn nhân mà chúng con đang chọn ở đây là hôn nhân Cơ Đốc, mà lại càng có những cái điều kiện mà chúng con cần phải hiểu hơn để đảm bảo một cái tình yêu mà trong sáng, một cái hôn nhân bền vững. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn tạo dựng. Ôi Chúa, hôm nay chúng con có một cái thời gian ngắn, cái tuổi trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng con cũng đã ngồi lại với nhau, đã nghe lời của Chúa để biết được một cái tấm gương mà để lại một cái gia đình mẫu mực ở trong Thi Thiên 128, để rồi từ đó con dùng một cái chuẩn mực đó để luôn luôn chúng con biết rằng là kính sợ Đức Chúa Trời và bước đi trong đường lối của Ngài. Có nghĩa rằng là hôn nhân của chúng con để Đức Chúa Trời làm chủ, không có bên nội bên ngoại làm chủ, không có là chồng làm chủ hay là vợ làm chủ, mà Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân và Ngài làm chủ hôn nhân, thì hôn nhân đó sẽ bền vững. Xin Chúa cho tất cả con cái của Ngài, đặc biệt là các bạn trẻ, yêu mến Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài, đừng để cái sự cám dỗ của thế gian. Satan bây giờ nó bày ra rất nhiều gai thứ bảy về sự cám dỗ, về tình, về tiền, về dục vọng, và đầy dây ở trên mạng internet, và biết bao nhiêu người cũng đã vấp phải. Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ các bạn bước đi, nhớ là kính sợ Đức Chúa Trời và bước đi trong đường lối của Ngài. Nếu chúng con mà tách ra khỏi điều này thì cá nhân chúng con, gia đình chúng con, hôn nhân chúng con sẽ đổ vỡ. Nhân dân Đức Chúa Trời ban ngôi, chúng con chúc phước cho các bạn trẻ để được các bạn kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài. Đó là cái chìa khóa gia đình phước hạnh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con trong những ngày tới. Ai có công ăn việc làm, bây giờ mở cửa, xin Chúa cho họ tiếp tục. Ai có đời sống về tổn thương, về tinh thần, về thể chất, xin Chúa đến và chữa lành. Ai có những sự đối diện với những cái nan đề thầm kín mà không thể nói với ai được, thì cứ nói với Chúa và xin Chúa tha thứ. Xin huyết của Chúa luôn luôn bao phủ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 Amen.